Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 26 tháng 5, tức ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Sáng nay tại Chùa Chuông, một trong 16 di tích nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức đại lễ Phật đản khu vực 1, gồm huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Tại đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp có đoạn: đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội. Tiếp đó, các đại biểu tăng ni Phật tử được nghe diễn văn Phật đản của Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ý nghĩa của Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng lãng hoa, chúc mừng đại lễ Phật đản khu vực 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên và phát biểu ý kiến, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định: với gần 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử đất nước. Song thời kỳ nào, Phật giáo cũng lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân thiện mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ, làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo người dân Việt Nam. Trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước với tinh thần hộ quốc an dân. Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng đã động viên tăng ni Phật tử cho cả nước nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực cho các phong trào khuyến học, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Với những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, vượt khó đi lên từ đầu năm đến nay, đặc biệt sau 3 tháng tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 01 của Chính phủ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: kính mừng ngày đản sinh các tăng ni Phật tử phấn khởi với những thành tựu phát triển của đất nước và của tỉnh ta. Nền kinh tế của đất nước đã trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19. Kinh tế vĩ mô được ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo tốt hơn, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những tháng đầu năm 2023 tiếp tục khởi sắc và đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư phát triển ngày càng hoàn thiện, diện mạo đô thị và nông thôn cũng thay đổi nhanh chóng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, trật tự kỷ cương xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nỗ lực học tập, lao động, góp phần vào sự phát triển chung của cả tỉnh. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có thể nói là triển khai rất nhiều các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội được triển khai quyết liệt và mạnh mẽ và bước đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng. Trong đó có thể nói là có sự đóng góp hết sức là quan trọng của các chư tôn, tăng ni, Phật tử của tỉnh chúng ta. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng hành cùng chính quyền đã gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời cũng tuyên truyền, vận động người thân và người dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là trong việc thực hiện các chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các công trình, dự án
cùng với Giáo hội Phật giáo cả nước, Giáo hội Phật giáo của tỉnh Hưng Yên tiếp tục có những bước phát triển quan trọng, gắn bó mật thiết và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Với tấm lòng từ bi hỷ xả, các tăng ni Phật tử cùng các tầng lớp nhân dân đã có những đóng góp công đức tôn tạo chùa chiền ngày càng khang nghiêm, đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kính thưa các quý vị, kính mừng lễ Phật đản lịch Phật 2567 dương lịch 2023, chúng tôi tin tưởng rằng các tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên ngày càng đoàn kết phát triển, tiếp tục thực hiện tốt đường hướng đạo pháp dân tộc và xã hội chủ nghĩa, hoàn thành tốt phận sự năm 2023 Quảng Dương Chính Pháp, tu rèn đạo hạnh, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của mọi người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội, bảo đảm chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Hiên của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Kết thúc đại lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương mộc dục, hay còn gọi là nghi lễ tắm Phật.